ngay 39 đại lý ô tô Suzuki trên toàn quốc để biết thêm chi tiết. Nước tăng lực vị cà phê White Cup 247 đập tan lời đều ở ngoài khi lái xe. Tập vừa qua, thưa quý vị, lần đầu tiên trong chương trình đã người trúng một chiếc xe Suzuki. Không khí bùng nổ đến từ tập trước sẽ vẫn tiếp tục ở tập này. Em đã từng lái xe hơi bao giờ chưa? Dạ. Một ít thôi à? Một ít thôi à? Một ít thôi à? Lái một ít thì lái sao em? Khó hiểu vậy hả? À. Em là người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam mà. Trời ơi, chói kiểu hả? Câu hỏi là... Wow, 120 năm. Toát hết mồ hôi, thông báo cho em một tin buồn. Chả bao giờ ăn tra từ điển cả. Dễ không? Em nghĩ dễ. Tức là nó vẫn chiếm khoảng tầm 70% chiến thắng đúng không? Dạ. Yeah. Và ai sẽ là người may mắn tiếp theo sở hữu chiếc xe đến từ thương hiệu Suzuki? Hãy cùng chúng tôi chào đón những người chơi tiềm năng của chương trình Đưa Em Về Nhà. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Đưa Em Về Nhà. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV2 V Channel. Xin cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki đã tài trợ chính cho chương trình này, và cũng xin gửi lời cảm ơn tới nước tăng lực vị cà phê Quách Cấp 247 đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá sẽ giúp cho người chơi mang về chiếc xe màu đỏ hoặc màu trắng nhờ sự giúp sức của các nghệ sĩ. Tôi xin mời đến đây hai ca sĩ đẹp trai, tài giỏi. Xin giới thiệu Mai Tiến Dũng và Vũ Hà. Thưa quý vị, có lẽ là anh Vũ Hà ảnh bị nhầm lẫn chương trình về các bé thiếu nhi hay cái gì đó. Đây là chương trình Đưa Em Về Nhà chứ không phải là chương trình Nhanh Như Chớp Nhí. Anh mặc đồ giống như mấy đứa em bé 5-7 tuổi vậy. Bộ đồ này theo anh nghĩ là trẻ trung đúng không? Thì cũng tạm tạm thôi hà. Anh Vũ Hà là lọt vào top những người đàn ông không có tuổi cùng với anh Bo Đăng Trường. Anh Hưng. Anh Đạp Vĩnh Hưng. Đó, những người đàn ông không có tuổi mặc dù tuổi rất nhiều. Tuổi rất nhiều. Nhờ ơn em bây giờ là nguyên cả nước Việt Nam ai cũng biết anh già đó. Đậu anh rất trẻ luôn á, thật lòng rất trẻ luôn. Trẻ lắm, ngoài trẻ lắm. Ngoài trẻ lắm. Bây giờ nó kêu anh bằng ngoài luôn rồi đó. Thưa quý vị, để nói về gọi là ca sĩ hát hay, mặt đẹp trai mà body đẹp là không thể không nhắc tới Mai Tiến Dũng. Dạ. Hơi, một hơi... ngày là dành 15 tiếng hồ cho việc tập gym. Đẹp không? Ừ, anh nhìn đi, anh nhìn thôi anh. Đẹp quá, quay vòng bên nào. 20-30 năm nữa mà được còn được đẹp như ngoại nhá, thì hẳn nói nha. Nhìn cũng được thôi. Nhìn cũng được thôi. Ngày hôm nay Mai Tiến Dũng và anh Vũ Hà sẽ cố gắng làm sao hỗ trợ cho người chơi của chúng tôi để họ đưa ra được những đáp án chính xác nhất mang về chiếc xe hơi. Xe đẹp ghê anh ha. Anh chọn con nào? Màu đỏ đẹp kìa. Màu đỏ hợp với em. Anh cũng hợp màu đỏ. Nhưng mà anh em nghĩ anh đi màu trắng sẽ dễ trung hơn không? Thưa các anh chị nghệ sĩ thân mến. Tụi em đã nói rõ, các anh chị tới đây hỗ trợ chứ không có lấy xe hơi của người ta. Mình tới đây hỗ trợ cho người chơi người ta lấy xe hơi. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ là người sẽ xin chiếc xe màu đỏ dùm cho các thí sinh. Đúng rồi. Nếu mình hỗ trợ tốt người ta mang về được chiếc xe hơi thì mình cũng hạnh phúc. Đâu có đâu, bảo đảm là người ta cũng sẽ chia cho mình một chút xíu. Không, nhưng mà nếu mình muốn mua thì em liên hệ dùm cho. Có giảm được không? Giảm giá. Giảm 50%. Wow. Wow. Bán cho anh 3 chiếc. Bán cho anh 3 chiếc. Giờ anh lại xem được không vậy? Tùy anh thích thì anh ngồi luôn cũng được. Đẹp thiệt đó. Đẹp hả anh? Tại vì anh có chiếc xe màu đỏ rồi. Wow, má ơi. Nếu mà theo cái con mắt mà lấy xe hàng ngày mà với cái gọi là cái đời sống và nhu cầu của người Việt Nam như mình thì nhỏ gọn. Nhỏ gọn mà giá cả phải chăng? Dạ phải đúng rồi. Chăng. Đấy, tiết thế này. Kiệm nhiên liệu. Rất là nhỏ gọn luôn, đi vô hẻm và re re vô nhà dễ nè. Đẹp. Đẹp. Rất xinh. Ráng đi anh.
Nhưng mà em thấy anh đi con trắng đẹp hơn. Đàn ông người ta đi màu đỏ. Nhưng mà anh tí hon nè, mặc đồ tí hon phải đứng xinh hơn. Cái này là chỉ giả vờ thế thôi. Giả vờ thế thôi. Giả vờ thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mời người chơi đầu tiên ra để mình giao lưu và sau đó mình bắt đầu cuộc chơi. Xin mời người chơi đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mình à, mình làm bên cái khu vực nào em? Dạ, em làm bên nghệ thuật. Em làm à, gì? Nghệ thuật, dạ, nghệ thuật. Em làm bên MC đi hát và cũng có nhảy. Thì anh nhìn bộ đồ là anh biết người thường không mặc rồi đó. Chỉ có nghệ sĩ mới mặc thôi. Trời ơi, chạch nát anh luôn đó trời. Bộ đồ nhìn đàn ông không? Rocker, rocker quá ha. Em là Hữu Thắng hả? Dạ, em là Nguyễn Hữu Thắng, em đến từ thành phố Hoa, ngành Hoa Đà Lạt. Rồi cũng làm MC, cũng diễn viên, cũng đọc rap đồ cũng. Dạ, đọc rap thì chưa, chỉ có ca trù thôi. Đâu khử đoạn ca trù đi. Không, ca trù ý em nói là em ghét ai thì em trù người đó thôi, chứ còn rap thì em chưa. Em ghét ai thì em trù người đó. Rồi, bây giờ em sẽ lựa chọn một trong hai nghệ sĩ đồng hành. Đây, em có cần anh phân tích ưu điểm, khuyết điểm không? Dạ, được thì cho em xin ưu điểm phiền. Giới số 5 đã sống. Thì anh Vũ Hà có ưu điểm là rộng rãi về kiến thức và có khả năng nói liên tục 3 tiếng đồng hồ không nghỉ. Đó. Khuyết điểm là đôi khi cái sức nó không cho phép để ngồi lâu. Và đặc biệt là hay quên. Hay quên. Đó. Đó. Mai Tiến Dũng, ưu điểm là bền bỉ, y chang chiếc Suzuki Swift, ngoại hình đẹp, nội thất ổn định. Nhưng cái số 5 sống trên thế giới này nó ít, nên kiến thức nó không bằng cái người kế bên. Rồi, mời chọn. Sau phần tư vấn của anh Trường Giang thì em nghĩ rằng là không chọn ai cả hả? Nếu mà không chọn ai cả thì coi như một mình em đơn thân độc mã thì cũng khó. Nè, anh nói cho em biết, đã từng có người chơi trúng chiếc xe hơi rồi. Cậu Minh Đức nhờ vào Hứa Minh Đạt mà lấy được một chiếc xe hơi. Anh nói cho em nghe, kinh khủng khiếp. Theo kinh nghiệm của em thì em nghĩ rằng là gừng càng già càng cay. Em sẽ chọn anh Vũ Hà. Tại em có nhớ cái khuyết điểm mà nãy anh nói chưa? Hay quên. Em có nhớ. Hay quên. Hơi não cá vàng. Nhưng mà em nghĩ rằng là em với anh Vũ Hà có thể kết hợp với nhau. Mời anh Vũ Hà về với em đó. Oh, yeah. Mời Dũng qua đây. Đấy. Hy vọng sẽ hợp tác với nhau tốt, mang về chiếc xe hơi. Và bây giờ xin mời người thân của Hữu Thắng. Chào cậu. Chào. Cậu là cậu của Thắng. Cậu Thắng. Mình làm bên nào? Buôn bán. Dạ, mình kinh doanh. Rồi, thế thì em gái là làm bên gì? Dạ, em hiện tại đang là MC tự do. À, chung nghề với Thắng hả? Dạ đúng. Hôm nay chúng ta cố gắng nhận định cái mức độ khó của câu hỏi, sau đó tìm ra những cái đáp án chính xác nhất, hỗ trợ nói chuyện với Thắng để mang về chiếc xe hơi. Mời lên xe. Rồi, mời cậu cho xe ngồi nào. Cậu ấy, mời cậu hạ kiến xuống nào. À, khi mình ở trong xe hơi đó cậu, bàn luận với cô bé cái bên thoải mái, mà ở ngoài người ta không nghe được đâu, nên đừng có sợ. Không có sợ gì đâu. Trước mắt đến là hỗ trợ cho cháu. Dạ. Cái xong nữa là cũng rất hân hạnh được gặp người thần tượng của mình là Trường Giang. Dạ, cảm ơn cậu. Bây giờ mà dùng một giây cũng giống sao. Gặp được mặt thần tượng là vui rồi. À, không cần xe cậu hả? Đó, sao? Không, không được cậu, bé cậu. Bé nó cần xe cậu. Dạ. Hai thế hệ ở đây và hai thế hệ ở trong kia sẽ giúp cho Hữu Thắng mang về nhiều đáp án chính xác. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thưa quý vị, câu hỏi duy nhất dành cho Hữu Thắng. Những địa danh nào sau đây được thành lập trên 120 năm tại thành phố Hồ Chí Minh tính tới năm 2019? Lấy chiếc xe hơi nào. Wow, 120 năm. Và thời gian tính bắt đầu từ năm khánh thành. Trường Trung học phổ thông Marie Curie, Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên thành phố Hồ Chí Minh, Cầu Sắt Bình Lợi,
Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà thờ Tân Định. Ở đây Thắng và anh Vũ Hà đã biết hết những địa danh này chưa? Dạ, có biết hết rồi ạ. Chỉ có riêng cái cầu Sắt Bình Lợi là em chưa đi ngang qua thôi. Rồi, để cho tiện việc trả lời, chúng ta cùng nhìn sơ qua một lượt về hình ảnh của những địa danh này. Trường học, Trung học phổ thông Mercury, Bưu điện, Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên. Đây là cầu Sắt Bình Lợi. Đây là bệnh viện Chợ Rẫy, Nhà hát Thành phố, và cuối cùng là Nhà thờ Tân Định. Tất cả những địa danh này Trường Giang đã từng đi qua. Và bây giờ 3 phút thảo luận bắt đầu. Cái bệnh viện Chợ Rẫy thì em thường hay đi ngang qua cái cổng chính của nó, là có một cái biển giống như là cái đề là bệnh viện Chợ Rẫy. Và nó có cái năm ở dưới thì phải. Em nhớ không? Em không nhớ chính xác lắm, nhưng mà em nghĩ rằng là chắc là cũng không được 120 năm đâu. À. Về cái trường Marie Curie thì em nghĩ rằng là nó là xây từ thời Pháp. Đúng rồi, cái đúng rồi, đấy, đó là toàn là những cái kiến trúc của thời Pháp. Như Bưu điện cũng là của thời Pháp, bảo tàng cũng là của thời Pháp. Trong Thảo Cầm Viên thì em biết là có một cái đền, mà cái đền này thì được xây từ rất là lâu rồi. À. Vậy thì em không biết rằng là khi Thảo Cầm Viên xây lên thì mới có cái đền đó, hay là cái đền nó có trước rồi sau đó Thảo Cầm Viên mới được xây dựng xung quanh. Em ơi, thích ha, câu hỏi khó hả? Dễ không? Em nghĩ dễ. Tức là nó vẫn chiếm khoảng tầm 70% chiến thắng đúng không? Dạ. Nhà thờ Tân Định thì anh nhớ nó xây từ năm bao nhiêu không? Lâu lắm rồi. Cũng là một cái nhà thờ cái kiểu của Pháp này, đúng không? Dạ. Bây giờ cộng bao nhiêu năm rồi? Hơn nhiều á. Hơn 120 năm luôn á. Có vẻ như Mai Tiến Dũng đang tính mua chiếc xe màu trắng hay gì á? Nghiên cứu từ nãy tới giờ. Không phải, tại vì bên kia không được cho được qua mà. Ông Thắng mà có hỏi thì mình trả lời sương sương nhẹ, rồi tùy thuộc vào cái độ may mắn của ông. May mắn cũng may trời mắn ơi, của 120 năm đó làm sao mà mình xác định chính xác được. Tại vì cái cầu Sắt Bình Lợi là em chưa đi ngang qua đó lần nào hết, cho nên là em không có biết. Cái cầu này hình như là nó đã bị bỏ rồi. Lúc đó con còn chưa sinh ra nữa. Chắc chắn là cậu cũng chưa sinh ra đó rồi. Ừ. Mà cậu đến Sài Gòn ở là từ khi nào? Cậu mới hai năm 2000 mấy. 10 giây còn lại. Thế em không Mai Tiến Dũng không có ý kiến gì à? Thời gian bình luận kết thúc. Bây giờ là lượt chọn đầu tiên dành cho Hữu Thắng, xin mời. Để xem ông Thắng chọn cái nào nhé. Trường Trung học phổ thông Marie Curie. Chỉ một lựa chọn à? Chọn nào, nhanh nào, hết thời gian rồi. 5 4 3 2 1. Cái gì mà ông chọn có một cái hả ông? Chỉ chọn duy nhất Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh là địa danh xây dựng hơn 120 năm. Bây giờ là sự lựa chọn của anh Vũ Hà, xin mời. Nếu anh Vũ Hà chọn trùng khớp với bạn mà cái đáp án nó mang về chiếc xe hơi cho người chơi thì anh Vũ Hà được 10 triệu đồng. Vậy thì anh chọn chung luôn đi. Nhưng mà lát nữa người ta sẽ sửa ở lượt 2, anh không được sửa. Vậy anh chọn cái nào mà anh chắc chắn? Nhà hát Thành phố, nơi mà chúng ta đã từng biểu diễn rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy đến với gia đình của mình để xem ông cậu và người bạn sẽ đưa ra những quyết định như thế nào. Rồi, cậu ơi, bấm nút đi. Wow. Nói đi cậu. À, bây giờ hiện tại đang có Thảo Cầm Viên với lại bệnh viện Chợ Rẫy là không chắc chắn là trên 120 năm. Ủa nhưng mà ý là cái gì ta? Bởi vì hiện tại bây giờ nãy giờ em với cậu là đang nghĩ thứ nhất là trường Marie Curie cũng là đã từ rất là lâu rồi. Đúng rồi. Và chắc chắn là phải là từ một... cái thời mà thời Pháp thuộc nữa cơ. Thế chính nên xác. Là đang suy nghĩ là cái này á là sẽ là có cái tuổi đời là trên 120 năm. Rồi. Rồi thêm một cái nữa, bưu điện trung tâm. Cái kiến trúc của nó thôi cũng đã đủ khiến cho mình cảm thấy là nó từ rất là xưa. Rồi bảo tàng, rồi nhà hát, nhà thờ. Với bệnh viện Chợ Rẫy, ông nhớ cái cách đọc ban đầu của bệnh viện Chợ Rẫy không? Nó không phải là Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà em có nhớ cái năm ở dưới không? Năm ở dưới không, thấy cái biển nó rất là cũ thôi. Tại vì biển nó cũ lắm mà có cái năm ở dưới mà mình không nhớ được là năm đó là năm bao nhiêu. Có hai cái đáp án rất là đáng ngờ, đó là bệnh viện Chợ Rẫy và
Thảo Cầm Viên. Okay. Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên. Có nghĩa là những cái trên là anh với lại anh Vũ Hà đây đã lọc ra hết rồi. Và những cái chưa chắc là chỉ có hai đáp án đó chưa chắc thôi. Cái này thì em nghĩ là Thảo Cầm Viên với lại là cái cầu sắt. Là hai cái đó là cái chưa đó thể nào trên 120 năm được. Bởi vì cái cầu sắt là em nhớ là cái đấy là nó cũng đang còn mới mới thôi. Bình Lợi là cái cầu bệnh người ta hình như ta giải tỏa đúng không? Cầu cho tàu hỏa đó anh. Tàu hỏa chạy xe lửa đi ngang qua là trên 120 năm. Cái kia là dẹp sắt Bình Lợi. Cầu sắt là cầu Bình Lợi nha. Đó. Rồi lộn cái đó rồi. Theo em nghĩ rằng là cái Thảo Cầm Viên có thể là chưa tới. Tại vì cái đền khi mà xây ở trong đó. Hết giờ mời kiếm cái tên nào. Những địa danh nào sau đây được thành lập trên 120 năm tại thành phố Hồ Chí Minh? Mời chốt đáp án. Lần cuối cùng dành cho Hữu Thắng. 5 4 3 2 Hết giờ. Hai thế hệ đã hội ý với nhau đưa ra hàng loạt đáp án. Dũng thấy sao? Em thấy hồi đầu thấy có hai đáp án à. Em cũng hơi lo. Theo em ha thì là gần đúng hết rồi. Nhưng mà cái bệnh viện Chợ Rẫy á, tính tới nay thì tính theo ngoại của em nha, nếu mà từ ngày mà mất việc cũng hơn 100. Từ nhỏ lớn em nghe là vô cái gì là vô Chợ Rẫy không à. Nghĩa là ít nhất cũng phải là từ 100 năm trở lên. Cho nên cái từ 100 năm đến 20 năm nó không có xa là bao nhiêu. Cho em nghĩ là còn thiếu cái đáp án đó thôi. Bảo tàng mỹ thuật. Cái này mới là đáng nghi nè ha. Tại vì viện bảo tàng thì nó mới thành lập, nhưng mà cái để mà người ta xây dựng cái tòa nhà được xây dựng trước 120 năm. Khánh thành anh à. Đây là được thành lập khánh thành, nghĩa là được. Hồi nãy em đã đọc rất rõ là bắt đầu tính từ năm khánh thành. Khánh thành chứ không phải là xây dựng. Đó cho nên là hơi nghi ngờ cái đó. Nói chung là nó cũng không phải dễ đâu. Chúng ta chờ xem kết quả của chương trình. Vậy là nãy giờ tính ngày xây hả? Ai mà tính ngày xây? Những công trình này là những công trình nổi tiếng bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc vô cùng đẹp. Với đội ngũ xây từ ngày xưa, tinh xảo đến từng chi tiết, là biểu tượng nhiều người chụp hình check-in khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cái địa điểm mà Mai Tiến Dũng luôn chắc chắn là bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn luôn hả? Và các bạn cũng đã chọn. Chính xác. Tính từ năm khánh thành cho đến nay thì đã được 128 năm. Hy vọng thêm một cái vỗ tay. Bệnh viện Chợ Rẫy nãy giờ cũng nhiều thắc mắc. Các bạn đã không chọn vì không tin nó trên 120 năm. Và các bạn chính xác. Đúng. Tại vì sao? Không chọn là phải. Nếu một quy trình 120 năm là nó sẽ đọc ngay. 119 năm. Xém nữa còn 41 năm. Cái căn nhà thờ mà Dũng nói Hương. Nhà thờ Tân Định. Các bạn đã chọn vì tin nó trên 120 năm. Khánh thành vào ngày 16 tháng 12 năm 1876, 143 năm. Yes. Ba đáp án chính xác. Chỉ còn 5 đáp án nữa thôi, lấy chiếc xe hơi. Wow, đường còn xa lắm. 5 triệu chúng đó. Ta đúng được 3 cái rồi, 3 cái rồi. Nhưng mà con phải trúng thêm phải 4 câu nữa thì mới được tiền. Nhà hát thành phố là một biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc ở vị trí trung tâm gần cái đường Đồng Khởi. Nơi đó phố xá đông đúc. Cái dòng điều này chắc sai rồi nè. Chắc 1900 quá. Tính đến nay đã được 119 năm. Rất tiếc. Trời. Có một năm mà dính có một năm. Trường Trung học Phổ thông Marie Curie năm ngoái là năm 2018 là trường đã kỷ niệm 100 năm thành lập. Sai. Không chính xác. Hai câu không sai luôn kìa. Bảo tàng mỹ thuật thiết kế năm 1929, xây dựng xong vào năm 1934, là biệt thự tư nhân của gia đình ông Hứa Bổn Hòa, hay còn gọi là chú Hỏa. Đến năm 1987, tòa nhà được
lập thành Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 32 năm tuổi. Các bạn không chính xác. Em sai ba câu thôi, coi như là khỏi tiền bạn vậy rồi á. Thảo Cầm Viên được xây dựng vào ngày 23 tháng 3 năm 1864 với tên gọi là Vườn Bách Thảo. Năm 1865, công trình hoàn thành với nhiều loại thú và cây quý hiếm được nhập từ Ấn Độ, Thái Lan, Lào, v.v. Đến năm 1869 thì mở cửa thường trực cho công chúng vào xem. Mà đã không chọn Thảo Cầm Viên là rất lâu năm, 154 năm tuổi mà các bạn đã không chọn. Sai luôn, sai luôn. Cầu Sát Bình Lợi được hoàn thành vào tháng 2 năm 1902, 117 tuổi. Các bạn đã lựa chọn nên các bạn sai rồi. Xê xích 1 năm với 2 năm không à? Có nghĩa là nó chỉ xê xích có 1, 2 năm thôi. Chúng được 3 câu. Có 3 câu. Oh yeah. 3 câu phát cho 3 người. 1, 2, 3. Rất tiếc, chúng ta đến đây đã gặp nghệ sĩ, đã vui, đã nói chuyện và cũng đã đến lúc chúng ta phải về. Và gia đình em cũng đã ngồi đến chiếc xe hơi. Thôi thì 600 mấy chục triệu bỏ ra mua nha. Cảm ơn Hữu Thắng, mời gia đình mình ạ. Cậu ơi, không có xe hơi rồi cậu ơi. Bây giờ lấy xe đâu về Đà Lạt nè cậu. Nói giao lưu vậy là được à. Giống như những gì cậu đã mong muốn từ đầu chương trình. Cậu nói tới đây vui gặp chứ. Chắc là vui gặp những người mình hâm mộ là bắt tay cái là ok rồi. Chứ đâu cần xe chi. Hỏi cần. Hay quá cậu ơi. Thôi cũng chúc gia đình mình sức khỏe và gặp nhiều may mắn ở lần sau nha. Cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta gặp gỡ người chơi thứ hai. Câu hỏi vừa rồi là một những câu hỏi khó nha. Rất khó. Trong đầu này cứ nghĩ là những cái công trình nó được xây dựng, quên cái chữ thành lập. Bây giờ là người chơi thứ hai, chúng ta cùng chờ xem. Chào anh. Chào em. Ủa cô bé đẹp quá. Em tên là gì? Dạ, em tên là Khánh Linh. Nhưng mà em là người nước ngoài phải không? Chắc vậy. Em người nước nào? Dạ, em là người Nga. Người Nga? Dạ. Linh làm việc gì ở Việt Nam? Dạ, em là giáo viên. Và em cũng có làm MC và diễn viên nữa. Lúc mình ở bên Nga là ở chỗ nào? Dạ, tại vì em ở đây cũng hơi lâu thì em chỉ làm ở đây và học ở đây à. Cái gốc của em ấy ở bên Nga. Bên Nga. Ba người Nga. À dạ không, ba là người Nga, mẹ là người Ukraine. Ba là người Nga, mẹ ở Ukraine, dạ. Bạn sinh em ra ở Việt Nam. À dạ không, sinh xuất ở Việt Nam. Sinh xuất ở Việt Nam. Tức là vậy nè, sản xuất ở Việt Nam. Ba là người Nga. Dạ. Mẹ là Ukraine. Dạ. Là em là được. Là made in Vietnam. Made in Vietnam. Dạ. Và chưa về Nga. Dạ về Nga sinh ra rồi về lại. Chậm phí hi. Anh không hiểu. Sản xuất ở đây cái là bố mẹ gặp nhau ở đây phải không? Dạ. Tại vì ngày xưa ba mẹ làm ở đây á. Thấy chưa? Làm ở đây. Được sản xuất ở đây. Rồi mà em đã từng đi Nga chưa? Dạ. Sau đó thấy thích ở đây thì quay lại. Tức là về Nga ở rồi nhưng mà thích Việt Nam quá nên quay lại. Dạ. Thì anh hỏi là lúc mà em về Nga là em ở chỗ nào ở bên Nga? Dạ, ở Nga, ở thành phố Murmansk, ở miền Bắc. À, anh không biết. Dạ. Tại vì cũng chưa đi Nga. Thì bây giờ anh biết. À, thì bây giờ hiện tại là sống ổn định ở Việt Nam, đã có gia đình chưa? Dạ không, ở nhà chỉ có một con trâu và ba con mèo thôi à. Là chưa có gia đình mà có một con chó và ba con mèo. Dạ, thì chưa có chăm, nhưng có con trâu là thế là được rồi. Dạ, thì chưa có chăm, nhưng có con trâu là thế là được rồi. Hả? Dạ, em xin lỗi, tại vì tiếng Việt của em chưa tốt lắm. Không thì có gì hết trơn á. Em dạ, nói vậy là giỏi rồi. Nhưng mà ý anh chưa nghe kịp thôi. Dạ, ý của em là mỗi ngày em đi làm sáng đến tối luôn á. Về nhà, nếu ở nhà có chăm thì sao? Phải nấu ăn cho chăm nè, phải lối cho chăm nè, phải nghe chăm nói nhiều nhiều, nói chung là nước đạo đó rồi cái nhào tiếp,
Rồi cũng mỗi lần chồng đi đâu đó thì phải lỗ làng. Và không biết là chồng đi với ai, rồi làm gì, rồi không biết. Nói chung là ghen kinh khủng luôn. Bây giờ nói một con chó nè, nhỏ xíu, lớn xoang, giống như em này nè. Rồi, để thương lắm á, mỗi lần về nhà, trời ơi, thấy hạnh phúc lắm, ở nhà có mình chờ đợi cho em. Đó, còn nấu ăn cái gì thì cũng không sao, ăn hết luôn á. Khánh Linh ơi, dạ. Bên này cũng có cái xong. Linh ơi, dạ. Mình, tâm lý bên này ổn định đúng không? Trước chương trình này thì ổn định, còn bây giờ thì chưa chắc. Vậy hả? Cái này là anh hỏi hơi tế nhị tí nha. Mình được bao nhiêu nồi bánh chưng rồi? Dạ sao ạ? Bao nhiêu nồi bánh chưng rồi? Là em chưa hiểu. Thì cũng phải có lúc em không hiểu chứ. Đâu phải cái gì em cũng hiểu được. Tức là bao nhiêu mùa xuân rồi? Ê là quen bao nhiêu người hay sao? Quen bao nhiêu người hay sao? Không hiểu. Bao nhiêu tuổi hả? Exactly. Trời ơi, sao anh nói khó hiểu vậy hả? Em là người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam mà. Trời ơi, anh chói kiểu hả? Cho vừa. Dạ, em nói cho vui thôi ạ. Vui mà. Dạ. Bây giờ hiện tại là mình đang rất là hài lòng với công việc và cuộc sống. Dạ. Mỗi ngày busy mỗi ngày đúng không? Dạ. Thời gian ở đâu mà tới đây chơi game? Thì tại vì trước nay em chưa có bạn trai và em nghĩ là nếu em có xe thì có thể tìm bạn trai rẻ hơn. Ồ, trai. Trai. Trai ở Việt Nam em có xe thì không dính dáng với bạn trai. Thì sai thì thôi, Chưa chắc em được có xe đâu anh ơi. Em đã từng lái xe hơi bao giờ chưa? Dạ, một ít thôi à. Lái một ít rồi lái sao em? Dạ, chỉ tập một hai buổi thôi. Thấy sợ lắm rồi bỏ luôn. À, chỉ tập một hai buổi. Dạ, tại vì chưa có xe rồi chưa có cái motivation đó. À, bằng lái hả? Dạ. Em tập một hai buổi đó thì có ai bị gì không? Dạ, chưa. Chưa hả? Dạ. Nói chung là mọi thứ ổn định hết đúng không? Dạ. Em sống ở đây với bố mẹ hả? Dạ không, với con chó, em nói rồi. Cảm thấy cuộc sống đang rất là thoải mái và không cần gì thêm ngoài chiếc xe hơi. Nếu thay đổi thì cũng được, còn không thì thôi thì chấp nhận thôi. Em rất là dễ thương mà tại sao em lại bi quan về cái mối quan hệ tình yêu đó được? Dạ. Nói chuyện với em mà nãy giờ anh cười hoài luôn á. Dạ, đó là chỉ có ai suy nghĩ như vậy thôi, còn người khác thì khác. Không, ở đây mọi người đều rất là vui mà đúng không mọi người? Khánh Linh, dạ. Em sẽ được hỗ trợ từ một trong hai nghệ sĩ ở đây. Mời em chọn. Em có cần nói ưu điểm, khuyết điểm không? Giới thiệu hàng đi, em giới thiệu đi. Yellow. Dạ. Yeah. Yellow y là for a long time. Dạ. Dạ. And black. Dạ. Black y xem vô. Ok. Dạ. Seen very well. Dạ. Đó. Yellow. Dạ. Yellow là he know everything. Know bình thường. Yeah. Ok, yellow. He said the same you. Same you. Ok. And black. Perfect couple. Yeah, black là gentleman. Oh. Single. One dot. One dot. Same you. One dot. One dot. Ok, cũng được. Ok. Black. One. Té giếng. Rồi, giờ mời em chọn. Cho em hỏi. Hỏi đi. Yellow có vợ chưa? Thì đó. Vậy hả? Thì thôi em. Ever. Dạ em like màu đen, em thích màu đen hả? Tại vì quán của em màu đen rồi, cái này màu đen thì thấy khắp nhau. Xin mời. Yellow. Vô lãnh cung. Cảm ơn. Cảm ơn em. Anh Linh rồi ạ. Em duyên quá. Nói chuyện với người nước ngoài đổ mồ hôi luôn á. Linh thân mến. Dạ sao anh? Em đến đây ngày hôm nay với ai? Dạ hôm nay em đến đây với hai người bạn. Tới đây với hai người bạn. Dạ. Xin mời bạn của Khánh Linh. Xin chào anh tên là gì ạ? Em tên Hà anh nha. Em làm hiệu ứng phim với lại 3D. Là... 3D là 3 dimension. CGI ấy hả? Dạ. CGI hả? CGI anh. Làm cái đó là cũng cực lắm đó nha. Đúng rồi. Tại vì mình lấy tiền cũng nhiều mà anh. Cái đó thưa quý vị lấy tiền nhiều lắm.
À, xin chào. Xin chào. Tôi là Vladimir. À. Tôi là Vladimir. À, Vladimir. Yeah. Your name Vladimir. Yeah. Anh đến từ đâu? Where you from? I'm from Russia. À, Nga. Là anh là bạn của Khánh Linh. Friend. Yes. Yeah. You single? Yes. And Khánh Linh, why you? And she's single. Why are you together? Ah, no. Yes. You should ask Xenia. Yeah. She don't like you. Maybe. 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 I think so. Yeah. Vậy là mình phải tấn công. Attack. Yeah, okay. Okay. Thôi, good luck. Mời hai anh em mình vào xe nào. Hi. Fun. Okay. Đóng cửa nào. Mình có thể kéo cửa xuống được không? Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất dài trong đây. Khi biết câu hỏi, mình trò chuyện với nhau để mình bàn ra một phương án gọi là tốt nhất để dành cho Khánh Linh. Sau đó mình sẽ có một vài phút nhất định để nói chuyện với Khánh Linh trực tiếp. Cảm ơn. Dạ, ok, cảm ơn anh. Khánh Linh ơi. Dạ. Em sẵn sàng chưa nào? À, dạ chưa. Yên tâm, có Dũng ở đây. À dạ, sẵn sàng rồi anh ơi. Em mới nói gì? Dạ, ở đây có một người đàn ông thì người đó không lỗi cho em. Tại vì em không biết gì hết. Take care for you hả? Dạ, tại vì bây giờ em run quá. Run quá hả? Dạ. Đó. Dạ. Có biết cách giao người ta gọi là gì đó anh? Giao trứng cho ác không vậy anh? À, giao trứng cho ác. Tại vì thằng này thì cũng ở bên kia vậy. À, ừ. Bữa nay người nước ngoài không? Chỉ có hai anh em mình, đứa Đồng Nai, đứa Bạc Liêu. Rồi, câu hỏi duy nhất dành cho Khánh Linh. Ngoại nhớ nháy mắt cho con ngoại. Từ năm 2004 đến nay, những từ vựng nào đã được từ điển Oxford vinh danh là từ vựng của năm? Selfie. Oh. Cameron. Yes. Hashtag. Yes. Toxic. Creative. Sáng tạo. Smartphone. Unfriend. Và Sudoku. Từ vựng của năm là gì? Là từ vựng được tra cứu nhiều nhất hoặc thu hút được nhiều sự chú ý trong năm, được vinh danh bởi Oxford. 3 phút thảo luận bắt đầu. Cái này là chắc chắn rồi hả? Không, ý là sao là selfie là bây giờ Khánh Linh sẽ chọn những cái cái từ mà được Oxford là từ like a word of the year. Ê là có đó. À. Hiểu không? Thì là từ 2004 until now, đến tới bây giờ thì chắc chắn selfie là một trong những cái từ mà được người ta chọn nhiều nhất. Ê ý là yeah. Rồi comment, wow, có Facebook. Comment. Có Facebook thì phải chắc chắn được chú ý, có được tra cứu. Hashtag thì có rồi, chắc chắn là Dũng nghĩ là có. Hoặc anh Dũng không nghĩ là có toxic đâu. Creative dễ quá, tại vì có rồi, tại vì trong từ điển bình thường là cũng phải có chứ không phải đứng. Smartphone. Unfriend, dạo gần đây nghe unfriend hơi nhiều đúng không? Yeah. Sudoku là một trò chơi mà Dũng nghĩ là có từ lâu rồi chứ không phải để mọi người phải quan tâm đến mà để Oxford vinh danh đâu. Đó theo Dũng. Cái này anh có tra từ nào chưa anh hả? Rồi hả? Anh đọc liền phát một hơi luôn. Vậy hả? Cái nào không phải? À, Dũng nghĩ cái này không phải nè. Cái này không phải nè. Sudoku không phải. Cái này không phải. Còn những thứ còn lại thì thường là gần đây từ 2004 à. Yeah, gần đây lắm. Yeah. Cho nên là có những cái mà anh không nghĩ là anh sẽ biết mà lại biết. Đấy, còn có những cái mà cần nghĩ là lâu năm lắm mà mình già mình sẽ biết, nhưng thật sự mình không biết. Còn theo Dũng là như vậy. Không, theo anh thì có logic trước. Tại vì cái này, hai cái này thì toxic, độc hại thì lâu rồi. Không, mà cũng không phải đến từ điểm mà khiến mọi người phải tra cứu từ 2004 trở đi. Chúng ta nhớ là tính từ năm 2004 đến nay. Từ 4 nha. Game nào? Smartphone không? Chắc chắn luôn rồi đó. Dũng đi xong rồi đó, không biết thích Khánh Linh sao. Đúng rồi anh. Oh yeah. Anh Hà thì kêu chọn, là anh chọn, Hà, từ. Anh Hà thì kêu là 7 cái luôn đó. No. Mình nghĩ có số 1, số 2, số 5 thôi. Số 3 và số 7. Thời gian để bàn luận đã kết thúc thưa quý vị. Bây giờ là sự lựa chọn đầu tiên của Khánh Linh. Xin mời.
nhấn đi. Selfie, comment, hashtag, smartphone, and friend. Em chỉ lựa chọn 5 vị trí đúng không? Dạ. Yeah. Mời Mai Tiến Dũng. Dũng cũng chọn selfie. Ta, em xong. Trùng khớp. Cảm ơn Mai Tiến Dũng. Quan trọng là những người thân của mình biết chính xác từ nào họ sẽ giúp mình. Xin chào, mời mình nói chuyện Khánh Linh. Linh Linh, anh và Vladimir thì nghĩ là cái... Ôi anh ơi, nói tiếng Anh đi cho dễ. Nói tiếng Anh ha. So we think that selfie, hashtag and toxic. Vladimir said that is for sure because... Yeah, I think I heard news about toxic. So in my opinion, it's selfie, hashtag and toxic, only three words. Yeah, and I agree with that as well. 2004, as I remember, the big thing is iPhone, not smartphone. So maybe iPhone is the word of the year, not smartphone. Yeah, unfriend, it's also not that common. Yeah. So it was not that popular to become, let's say, the word of the year. Yeah, and comment as well. And comment, it's also, it's like, it's too common. So we think only three words, selfie, hashtag, and toxic. Selfie, hashtag, and toxic. Yeah, we think so. So you want to cancel the others? Yeah. That's what we think. Yeah. But we're not sure 100%. But yeah, that's what we think. Hát giờ. So only three? Xin cảm ơn. Mời kép kích lên nào. Số không? 90%. Những người đàn ông trong chiếc xe hơi kia đã đưa ra một vài ý kiến khác hoàn toàn. That's actually super fun. Bây giờ là lựa chọn lần cuối cùng của Khánh Linh. Xin mời. Uống miếng nước đi cho nó tỉnh táo. Chà, tỉnh táo chưa? Mời chọn. Chọn đi nào. Yeah. Chỉ có duy nhất một đáp án à? 5 4 3 2 1 Stop. Okay, let's see. Ba đáp án. We will take a lot of responsibility now. Câu hỏi của chúng tôi là tính từ năm 2004 đến nay, những từ vựng nào đã được từ điển Oxford vinh danh là từ vựng của năm? Có nghĩa là gì? Là cái từ được tra cứu nhiều nhất hoặc là thu hút nhiều sự chú ý nhất. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với kết quả, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm nhờ vào sự tư vấn của giáo sư mạng xã hội đình đám showbiz Việt. Ca sĩ Vũ Hà, anh thấy sao? Tiếc nhỉ. Đáng lẽ là phải lựa cái comment nữa. Hát tác cũng đúng. Anh nghĩ là cái cell phone hoặc in-friend. Smartphone phải... hoặc là in-friend. Đúng. Cảm ơn anh. Còn cái toxic là sai à? Sai à? Ừ. Đáng lẽ cái comment là phải lựa cái comment. Dạ. Come on, checking. Đáp án của chương trình là... Thưa quý vị, selfie là tự chụp hình chính mình, là cụm từ rất là hot, ai cũng biết, toàn cầu. Đáp án chính xác. Đã được từ điển Oxford vinh danh vào năm 2013. Chúng ta tiếp tục lựa chọn từ dưới lên. Can we at least take the wheel? I like the wheel. Toxic. Các bạn chọn vì tin đã từng được Oxford vinh danh là từ vựng của năm. Chính xác. Yes. Được vinh danh vào năm 2018 là năm vừa rồi. Nice. Good one. Và rất nhiều đáp án các bạn đã không chọn.
là sáng tạo. Các bạn tin rằng creative không được vinh danh, đúng không? Nên không chọn. Và đáp án là chính xác. Smartphone, điện thoại, các bạn không chọn, nhưng anh Vũ Hà lại chọn. Các bạn không tin nó được vinh danh cái cụm từ đó. Chính xác. Four of them already. Comment là để lại bình luận. Các bạn đã không chọn vì tin là nó không được vinh danh. Và các bạn tiếp tục chính xác. Trời ơi, chiếc xe hơi. We are just too excited. What happened with you? No, we are excited. We are excited. Yeah. We are winning, right? Yeah. For now. Calm down, okay. 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 If you are nhúng nhúng nhúng, it's a xe hư. Okay, 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 okay. Thank you for your... All right, come on. Okay. Đông nhúng. Okay. Thank you for your attention. Tiếp tục. Chúng ta còn 3 đáp án. Hashtag là cụm từ. Đăng cái gì có thể để hashtag được. Gọi là mình để cái link nào vào cái hashtag là giống như cái bài gì rồi của em là viết tắt cái gì đó. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Bạn lựa chọn vì bạn tin là đã từng được vinh danh bởi từ điển Oxford và sự lựa chọn này với sự hỗ trợ của những người đàn ông trong xe hơi, đúng không? Đúng rồi anh. À, anh nghĩ cái này sao? Hashtag anh nghĩ là có được vinh danh cái cụm từ này rồi. Hashtag thấy rất nhiều ở trên mạng xã hội, trong các bài phát biểu, trong các hình chụp, trong YouTube, rất nhiều hashtag được đưa ra. Và đáp án của chương trình không chính xác. Why is it? Tại sao nhỉ? Unfriend, các bạn đã không chọn. Và nó được vinh danh năm 2009. Các bạn không chính xác. Đó chưa? Unfriend thấy không? Cái chữ unfriend nó đây không? Unfriend chọn rồi. Trong khi đó anh nói cái bình luận, cái comment á, anh sai rồi đó. Tôi sai cái thôi chứ anh ở dưới anh đúng kìa. Mấy cái đó anh chọn rồi. Sudoku, trò chơi giải ô số, các bạn không chọn. Nó được vinh danh năm 2005. Trời đất. Không chính xác. Oh man. Ủa này không biết luôn á. Mỗi lần đi máy bay á là có cái tờ báo, trong tờ báo là có. Thì mình nghĩ được rất là bình thường, không nghĩ nó được. Bởi vậy, gian. Tại vì đó là mình nghĩ còn toàn thế giới. Nó không thì khác. Họ thấy họ bán, có bán những cái quyển sổ ngoài sân bay. Đúng rồi. Tự nhiên thì vinh danh cái trò chơi gì mà Sukudu được, không hiểu gì em cả. Em đang nói là vinh danh cái cụm từ vựng. Từ vựng đã được vinh danh, nghĩa là được thu hút, được tìm kiếm nhiều. À. Thôi, Khánh Linh thân mến, chúng ta hãy về nhà nhanh nào, bởi vì một con chó và ba con mèo đang đợi. Dạ. Xin mời. Rất tiếc, sorry em. Hai người đàn ông đã rất cố gắng, nhưng câu hỏi này nó cũng không phải dễ. Dạ. Chúc cho càng ngày công việc càng tốt và chúc sức khỏe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ người tiếp theo, người thứ ba trong chương trình Đưa Em Về Nhà. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ là thí sinh cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào ạ. Dạ chào anh.
Mình tên là Minh Thuận, hiện tại là mình đang làm nhân viên văn phòng trong cơ quan nhà nước. Rồi sao muốn chiếc xe hơi mà tới đây? Tại mình cũng đang tính dự định học bằng lái cho nên mình cũng có xe. Mình có cái động lực hơn để mình đi học tốt. Đúng rồi, có chiếc xe để sẵn ở nhà mà đi học thì thôi, lái nhanh lắm. Dạ đúng. Mình sẽ chọn một trong hai người. Có cần báo khuyết điểm ưu điểm không? Mình có theo dõi. Mình có biết được khuyết điểm. Theo dõi rồi. Dạ đúng rồi anh. Dạ thì ba mẹ mình có xem nhiều chương trình và ba mẹ mình rất thích anh ca sĩ Vũ Hà. Cho nên hôm nay anh xin phép anh chọn Vũ Hà để hỗ trợ. Dạ rồi được rồi. Dạ. Cảm ơn bố mẹ. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi xin mời. Trời ơi thấy không? Bố mẹ người ta thích. Thế là người ta lừa mình luôn. Người ta mới chọn mặc dù người ta không thích. Nhưng mẹ, em có biết khuyết điểm của anh chưa? Khuyết điểm anh hay quên lắm. Khuyết điểm anh hay quên lắm. À dạ. Không quên hay quên lắm. Cái mình cần nhớ là được rồi anh. Dạ. Yeah. Cái nào cần nhớ thì nhớ, cái nào cần quên thì phải quên. Quên. Đó. Cho nên là mà anh hay quên lắm. Cho nên cái gì anh chọn cái lựa vậy em có phải có suy nghĩ kỹ lại nha. Dạ. Xin hỏi Minh Thuận là ngày hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ, hôm nay mình đến đây với hai người em của mình. Mời hai người em của Minh Thuận. Bạn trai bạn tên là gì? Dạ em tên Hưng à. Đạp với Hưng hả? Dạ không, Tiến Hưng. Tiến Hưng à, Hưng dạ. Làm gì Hưng? Dạ em làm tự do. À làm tự do. Dạ. Ủa tự do là sao ta? Ai mướn gì làm đó. Ai mướn gì làm đó. À thôi đúng. Do làm đó. Bé gái tên gì Hưng? Dạ em tên Ngọc Ánh. Ngọc Ánh. Ngọc Ánh nhiêu tuổi rồi? Dạ anh đoán xem. Chắc khoảng 19-20 gì chứ nhiêu. Dạ cỡ đó. Ừ. Anh đang làm gì? Dạ em đang là sinh viên. Rồi hai bạn hãy cố gắng nha. Dạ. Những câu hỏi của chúng tôi sắp hỏi đôi khi nó chỉ là những câu hỏi đơn giản thưởng thức cuộc sống hoặc là những câu hỏi về kiến thức này nọ, nhưng mà chúng ta hãy nhìn sâu vào vấn đề bên trong tại sao người ta hỏi những câu như vậy. Dạ. Để đều có cái cách trả lời tốt hơn. Mình ngồi trong xe mình không áp lực bạn người ngồi đây. Rồi mời hai bạn vào xe. Dạ. Ủa sao em không kiếm người đi theo mình, người lớn một chút xíu để con ta am hiểu hơn á. Nhỏ quá rồi sao? Dạ có anh là được rồi anh. Dạ có anh là được rồi anh. Trời ơi, anh đâu có phải là bắt hoa toàn dạ. Phương. Chúng ta ngồi trong xe nói chuyện thoải mái về tất cả mọi thứ. Dạ. Dạ. Nhớ đừng vô số và đạp ga. Bởi vì anh Vũ Hà anh vẫn còn muốn đi hát nhiều năm nữa lận. Nha. Dạ. Khi nào cần trao đổi với người chơi chính thì chúng ta sẽ trao đổi ha. Dạ. Cảm ơn các bạn. Em trai nói là cái chân phải của em trai nhiều khi nó mỏi, cần phải duỗi thẳng. À, đạp vô. Đạp ghe. Thì rồi, em có dặn rồi là anh Vũ Hà còn muốn đi hát nên em đừng có cái duỗi. Gì vậy? Thì đó em có dặn em đó. Cái gì ghê vậy? Mình có thể kéo cái này xích ra một xíu được không? Dạ. Không, không. Có thể ngồi quay lại được không anh? Dạ. Cái giá trị được chọn phải ngồi ở đây. Hay là anh muốn đổi bên kia cho nó? Không, không, không. À, bên này, bên này gần em cho nó hên. Gần em cho nó hên. Đúng rồi. Ừ. Bên kia thì gần cái bánh. Đúng. Dạ. Yeah. Em đi một mình nhá. Nó chơi tôi chứ hệ thống khóa xe tự động của xe này nó giỏi lắm. Đạp ga nó vẫn chạy. Đạp ga nó vẫn chạy. Nó chơi thôi, không có đâu. Rồi, Thuận ơi, sẵn sàng chưa? Yeah. Uống miếng nước tăng lực, vị cà phê để mình gọi là sảng khoái hơn tí. Rồi, quý vị thân mến, câu hỏi duy nhất dành cho Minh Thuận. Ngồi lên thằng ơi. Câu hỏi là cặp từ nào sau đây viết đúng chính tả? Lễ mễ, lỡn quỡn, nhão nhoẹt, bươn chải, chuẩn đoán, rẽ rách, chồng ghẹo, đường xá, sát nhập, sắc xảo, phố xá, sáng làng, độc giả, chín mùi, chia sẻ, vô hình trung. Căn cứ theo từ điển tiếng Việt, chủ biên là giáo sư Hoàng Phê. 3 phút bàn luận, bắt đầu. Toát hết mồ hôi, thông báo cho em một tin buồn. Thông báo cho em một tin buồn. Chả bao giờ anh tra từ điển cả. Ngày hôm nay, một người là hay lên mạng xã hội, ít tra từ điển. Một người quốc tịch Mỹ, người chơi tươi xanh. Lễ mễ lợn cuộn. Em thấy cái này là cặp từ nào ở đây thực viết đúng là nha. Cái này dễ nha mọi người. Đó. Cái này dễ nha. Dễ dễ. Dễ sai á. Dễ sai. Tại vì tiếng vùng miền mỗi nơi mỗi khác nói mỗi khác. Không, không, chính tả thì đúng rồi, tức là gì nè. Là về chính tả là một chính tả. Nhưng mà về cách nói, cho nên là đó, cho nên là khi nhiều khi em nghe anh nói mình hay nghe là quen khác, nhưng mà viết là khác. Viết khác đó đó.
cái chữ độc giả và chín mùi. Người thường thường người ta ở trên tờ báo người ta hay ghi chữ độc giả chứ có phải là ghi độc giả đâu. Ý anh là có ô à, đúng không? Em thấy cái độc kia là cái như là độc khúc độc á, sâu nhiều. Dạ. Anh có thấy chưa anh? Cái này mà... lễ mễ lởn quởn. Lễ mễ, lễ mễ là sai. Sai, lễ sai. Giống ngạc. Đúng rồi. Nhão, nhão nhuẹt. Nhờ o nhò e nhuẹ tê nhuẹt lặng. Nhờ o nhò e nhuẹ tê nhuẹt lặng. Nhờ o nhò e nhuẹ tê nhuẹt lặng. Nhưng mà bươn chải thì là giống chải. Ngạc. Sai. Yếu hỏi mới đúng. Chải mà vô dạ. Hỏi sai. Chuẩn đó. Chuẩn đoán. Chữ rẻ, chữ rẻ sai. Rẻ. Ừ, chữ rẻ sắc. Di đúng không? Ừ, di còn lại sai. Chồng, chồng ghẹo đúng. Chồng. Chồng. Chồng ghẹo chứ phải là chồng ghẹo. Sai, chồng ghẹo là gì sai rồi. Đường xá. Từ sát là đúng. Đúng nhưng mà cái chồng cái này sai. Sát nhập với sát xảo này đúng. Sát nhập là đúng nè. Sát, ê, sát xảo nha, coi chừng nha. Sát xảo này đúng. Sát xảo, sát. Sát nhập. Sát. Sát, sát. Sát thì... sờ, a, sa, sát. Có cái sát xảo, em không, sát. Em lắng, em đang suy nghĩ cái chữ sai. Sai, chữ xảo là sai. Cái này có khả năng, có năng là chữ xảo rồi đó. Sát lạng đúng nè. Đường, đường xá em nhớ là đường xá là sao? Nếu như phố xá này đúng thì đường xá này sai. Cứ vấn đề là ừ thì phố xá đi đúng. Sáng, xá lạnh, sáng lạnh sai. Sáng là phải sáng, sáng sáng rực á, hiểu không? Sáng lạng. Sờ. Ờ đúng rồi, sáng lạng có là con này nạn nạn là sai rồi, thiếu chữ r, chữ g. Ờ thiếu thiếu. Đọc giải chính mình em thấy đúng rồi. Em lựa đúng không? Dạ. Yeah. Theo anh suy nghĩ là chữ độc giả đó. Anh Thuận này giỏi, anh Thuận giỏi này lắm. Yên tâm. Anh Thuận giỏi này lắm. Thế thì em cứ lựa đi chứ, em chơi mà ớ, sổ xe hơi rơi khơi của em, anh chỉ được bàn thế thôi. Đấy. Sổ xe hơi rơi khơi của em, anh chỉ được bàn thế thôi. Bàn thế thôi. Ủa sao em không kêu, không kiếm người đi theo mình, người lớn một chút xíu để con ta am hiểu hơn á. Nhỏ quá rồi làm sao? Dạ có anh là được rồi. Dạ có anh là được rồi. Okay. Thế bây giờ em nên chọn cái chữ này hoặc bỏ. Nhão nhoẹt bươn chải nè. Bươn yeah. Chải sai bương luôn. Chải em nghĩ là dấu hỏi. Ừ đúng. Yeah. Lễ mễ lợn cuộn. Sốt nhập. Sai. Lễ mễ. Lễ mễ là cái gì ta? Là lề mề chứ. Chăm... Yeah. Nhưng lề mà cái lễ mễ này nó dấu ngã. Lợn cuộn. Không đúng. Dấu hỏi nó mới đúng. Cuộn. Lợn lợn lơ lơ en. 10 giây còn lại. Lợn cuộn. Cố lên bạn ơi. Không, chứ gì đã sai rồi. Thời gian bàn luận đã kết thúc. Chúc còn chọn được anh, chúc còn chọn lại, chúc còn chọn lại. Lựa chọn lần đầu tiên dành cho Minh Thuận, mời. Chọn rồi đó hả? Cặp từ nào sau đây viết đúng danh tả? Bạn đã chọn. Mời anh Du Hà chọn. À, sát nhập sắc xảo, đường xá chuẩn đoán xẻ rắc. Chia sẻ vô hình chung. Chứ chia sẻ sai luôn, độc giả chín mùi. Cái này là cái này. Cái này đúng cho em chọn đúng không? Ờ nè. Cái này chắc sai luôn. Chồng cái này sai luôn nè. Cái này sai luôn nè. Hết giờ lựa chọn. Bây giờ chúng ta hãy gặp người thân. Rồi, mời mình nói chuyện trực tiếp luôn. Anh Thuận ơi. Anh Thuận ơi. Đáp án anh chọn hả? Đáp án anh chọn á. Hai đứa nghĩ sao? Em thì em không có dám chắc chữ sắc xảo với sắc nhập. Là đúng hay là sai? Là đúng. Là đúng đúng không? Là giống anh chọn đúng không? Em nghĩ cái đó 50-50. À. Lễ mễ lẫn quẩn hay sao? Lễ mễ lẫn quẩn hả? Cái đó là chắc sai rồi. Tại sao? Tại vì em nghĩ nó không đúng với tả. Không đúng. Chuẩn đoán rẻ rách. Mình phải hiểu một điều nè. Cái từ này nói về cái gì đã trước khi mình nghĩ đúng với tả hay không? Lễ mễ là gì ai biết không? Rẻ rách. Chuẩn đoán thì đúng rồi đó. Nhưng mà chứ rẻ là rẻ gì? Rẻ chứ rẻ rách là cái thứ rẻ rách. Các bạn phải nghĩ là chẩn đoán hay là chuẩn đoán nha. Chuẩn đoán. Chuẩn đoán. Đúng đúng. Sai đó. Sai đó. Nhưng mà nó là cụm từ mà hai cái đứa này nó đứng chung với nhau thì nó sai. Chuẩn hay là chẩn? Chuẩn chuẩn là đúng. Chuẩn là đúng. Chuẩn. Cái chuẩn đoán thì chuẩn. Đúng nhưng cái rẻ rách là sai. Nhiều khi người ta kêu là chẩn chính hình thôi. Thì đâu có chọn tí nó lựa, tí nữa mình chọn lại đúng không? Thế là sai đúng không? Sai, bên đây bấm lộn. Cái đó là sai. Các bạn ơi, một chiếc xe hơi đó hỏi nhanh nên nào sắp hết giờ rồi. Chứ lễ mễ lợn quẩn là sai xá, đúng không cái em? Cái sáng lạng á, cái sáng lạng là chữ ít sờ. Sáng lạng là sai. Anh nghĩ phố xá sáng lạng là đúng. Đúng à. Hết giờ. Mời kem kính. Bây giờ mình bỏ nè. Dạ mình bỏ nè.
Thưa quý vị, học ngôn ngữ của bất kỳ một nước nào đều khó. Ngay cả người Việt Nam khi đụng tới chính tả Việt Nam lại vô cùng khó khăn như bây giờ đây. Lựa chọn lần cuối cùng, xin mời. Là chọn đúng đúng không anh? Đúng, mình chọn đúng nè. Đúng nè. Độc giả này. Đúng nè. Tôi thấy là sai rồi đó nha. Kể sắc xảo. Năm, bốn, ba. Hết rồi. Hai, một. Chúng tôi đã ghi nhận kết quả. Đây là từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học ấn bản mới nhất năm 2018. Chủ biên là giáo sư Hoàng Phê. Tất cả mọi thứ chúng ta muốn biết nằm ở đây. Hãy yên tâm. Thực ra ban đầu chúng tôi không mang cuốn này lên, nhưng mà mọi người biết anh Vũ Hà là một thần cãi. Chúng tôi phải mang cuốn từ điển lên. Em nói quá, cãi gì. Chừng đó trẻ rách nữa mà sao anh không chọn ta. Thưa quý vị, đáp án của chương trình ngay sau đây. Sáng làng nè chứ làng. Cái này em nghĩ là lẫn lễ mễ. Lợn cuộn chứ lễ mễ. Cái này em hỏi là cái lợn cuộn đúng không? Lợn cuộn, lợn cuộn. Đúng. Lẫn chứ, lẫn quẩn. Lẫn quẩn, em nghĩ là lẫn quẩn. Lẫn quẩn. Cua u cu o cô en dê cuôn lẫn quẩn. Cua u cu o cô en dê cuôn lẫn quẩn. Bương trái là đúng à, nhão nhoẹt. Nghe lề mề đúng hơn. Ừ. Lễ mễ. Trải là giống, cái này là giống ngã. À, bương trải. Dấu hỏi. Bương trải. Trải là em nghĩ là dấu hỏi. Bương trải. Không, anh bương trải. Em nghĩ là đúng, nó ra là đúng. Chuẩn đoán. Bương trải như dấu hỏi. Thì đó, em mới kêu bương trải. Ừ. Ai kêu bương trải. Rẻ là để là mắc rẻ. Khó nhờ. Tiếng vùng miền. Kết quả của chương trình. Đã có. Lễ mễ lỡn quẩn các bạn không chọn vì không tin là cặp từ này viết đúng chính tả. Lễ mễ hình như là đúng. Thầy Duy Nhân biết lễ mễ là đúng. Đúng. Tại vì lễ mễ là giống hình như là nói về cái dáng người lễ, đi, không, đi chậm chạp. Lười lười đi. Người lễ mễ. Lễ mễ khác lễ. Làm chậm nó nói đấy. Đây chúng ta sẽ tìm lễ mễ. Lễ mễ có dáng đi chậm chạp và nặng nề do phải ôm bê vật cồng kềnh. Đó. Chú bé lễ mễ bưng chồng sách, tay mang tay sách lễ mễ. Lễ mễ tức là mang vật nặng, đi chậm chạp và nó cồng kềnh, gọi là lễ mễ. Thì cái chữ lễ mễ là đúng, nhưng cái chữ lỡn quỡn phải là lỡn vỡn mới đúng. Lỡn vỡn có nghĩa là gì? Thoát ẩn, thoát hiện. Thoát hiện. Thế nên lễ mễ là đúng, nhưng từ lỡn quỡn là không đúng. Các bạn không chọn chính xác. Yes. Cái chữ phi ư là cũng chặt. Nhão nhoẹt. Nhão nhoẹt. Bương chải. Bương. Đúng, con này đúng rồi. Các bạn không chọn. Nghĩ là chải là như. Các bạn chính xác. Hay quá bạn ơi. Bương chải phải là dấu hỏi. Dấu hỏi, dấu hỏi đúng. Nói chung là bương chải thường kêu. Thì đó, nãy anh nói dạ. Dấu hỏi. Rẻ rách. Các bạn không chọn. Và các bạn đúng luôn. Yes. Yeah. Như anh Vũ Hà nãy nói là rẻ rách mới là đúng. Đúng đúng. Rẻ. Rẻ. Di ha. Di. Tập cái di ra. Rẻ. Rẻ rách là đúng. Em chỉ phân vân cái đường xá và lại phố xá. Phố xá. Sáng làng. Chính xác. Yeah. Rồi xong cái kia chứ này. Sai. Gọi là sáng à. Sáng lạng. Sáng lạng. Chứ mình được là sáng như anh Hà nói được là sáng ha. Sáng lạng. À em được là sáng lạng. Mà là sáng lạng. Sáu câu chắc chắn rồi. Chia sẻ kia là sai rồi nè. Ừ đúng rồi. Đó. Trong ghèo đường xá. Các bạn đã không chọn vì không tin nó đúng chính tả. Và đáp án các bạn
chính xác. Chồng ghẹo là cái gì? Chồng ghẹo là từ dùng để nói hành động trêu ghẹo, đồng nghĩa với chọc ghẹo. Lạ nhờ. Ôi, làm ơn tra từ điển liền. Chồng ghẹo. Đây. Chồng. Trời, chồng tôi không thể tin được. Chọc ghẹo. Đúng không? Còn cái này chờ o cho em gì trong huyền chọc. Chồng ghẹo là sao? Chồng ghẹo là cái gì? Chọc ghẹo. Không tin được. Nghe chọc ghẹo này, thấy không? Chọn lọc này, thấy không? Gì vậy? Từ từ bình tĩnh. Đấy. Tra từ điển hay không? Đây. Đây. Chồng là bên đây. Chồng ghẹo. Dùng lời nói hoặc hành động thường là không đứng đắn để đùa nghịch. Nó giống như trêu ghẹo, buông những lời cợt nhã, chồng ghẹo phụ nữ. Mời về vị trí. Ôi anh, nhưng mà cái này là đường xá hay là đường xá? Tôi đang quan tâm và tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Ở dưới có một cái là phố xá, viết đúng chính tả. Và ở đây là đường xá. Thì cái đường xá này và cái phố xá khác nhau hay là không? À, đúng chưa? Mình phải hiểu chứ. Đúng rồi. Phải hai cái xá đó giống nhau hay không? Giờ mình sẽ coi trước đường xá. Chắc tới mai xong số này. Lực tới mai luôn. Em phải kiểm chứng. Chứ em thua em không chịu được. Đây, đường. Chữ S phải không sao này. Đường thẳng, đường sắt. Đường sắt. Đường đi lại trên bộ. Nói khái quát. Đường xá lầy lội. Đường xá xa xôi. Mở mang đường xá. Là đường xá là chính xác. Thế thì phố xá, tại sao hai chữ S và X khác nhau? Hàng xá. Coi luôn. Phố. Đây. Này mới A thôi. Ơi, bảy câu. Bảy câu không? Bảy câu hả? Bốn. Không hả? Bốn à. Phố xá. Các phố nói khái quát, phố xá đông như hội. Ô vậy là chữ X là dành cho chữ phố, còn chữ S kia là dành cho chữ đường. À, phân biệt đường và phố hả? Thì phố là X. Tôi đã hiểu rồi. Còn đường là S. Có luôn giùm em, quán xá hay là quán xá? Quán xá lát cho mười cuốn này về coi sao. Đau não thiệt sự luôn. Rồi tiếp tục. Sát nhập, sắc xảo. Các bạn chọn vì tin là đúng. Và đáp án của chương trình là sai. Sát nhập hả? Không chính xác. Sát nhập, sắc xảo. Thấy chưa? Sắc xảo mới đúng, còn sắc xảo là không đúng. Tiếp tục. Độc giả 9-10 các bạn đã chọn. Và các bạn không chính xác. Chỉ chưa độc giả. Độc giả của anh. Đó là độc giả đúng không em? Nó sai ở hai từ luôn. Độc giả mới đúng chứ độc giả đó, là không đó, đúng. Thấy chưa? Và chín mùi. Chín mùi. M-U-M-U-I mùi. À mùi. Là ô. Ồ. Chín mùi. Chia sẻ vô hình chung. Các bạn không chọn vì nghĩ nó không đúng. Chia sẻ. Cái chia sẻ đó. Chia sẻ. X sợ. Vô hình chung hay là chung. Các bạn đã không chọn vì không tin nó đúng. Nhưng nó thật sự đúng đó các bạn ạ. Ờ. Các bạn không chính xác. Ờ. Chia sẻ cũng đúng. Và chia sẻ cũng đúng luôn. Vì sao? Chia sẻ vẫn có nghĩa là làm nhỏ ra thành từng phần từ một chỉnh thể. Trong khi đó, sẻ nghĩa là chia, bổ cắt, cho rời ra theo chiều dọc, không để dính liền nhau nữa. Hay có nghĩa là đào cái gì cho thông, cho thoát. Ví dụ, anh hiểu rồi. Sẻ rãnh thoát nước. Vô hình chung là đúng. Tuy không có chủ định, không cố ý nhưng tự nhiên lại tạo ra, gây ra việc nói đến. Ví dụ, anh không nói gì, vô hình chung đã làm hại nó. Anh hiểu nè. Có nghĩa là cái chữ chia sẻ đó là mình chia sẻ những cái gì để mình biết cho mọi người biết. Rồi mình ghi trên Facebook gọi là chia sẻ. Thì anh trên Facebook biết rồi, đúng không? Còn mà sẻ. Chia sẻ cái kiểu này là băm bổ nhỏ những cái gì mà bánh trái cây nhỏ ra gọi là chia, đúng không? Đúng vậy. Đó. Thôi, chúng ta đừng nghĩ tới chuyện học ngoại ngữ nước ngoài làm gì. Học lại tiếng Việt đi các bạn. Việt đi. Tiếng Việt cũng chưa lành đây. Học lại tiếng Việt đi. Nhục. Chơi game show mà tiếng Việt trúng có 4 câu kỳ lắm. Kỳ lắm. Không có đâu, em nói độc giả đó mà không chịu nghe. Vậy hả? Ừ, anh, dạ, anh nhớ dạ, cái chữ sai, độc giả chứ không phải đọc. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Thôi, cũng neo lên xe ngồi được rồi. Thôi thì cuộc sống này còn nhiều để chúng ta phải học. Kiến thức là kho tàng của nhân loại. Càng ngày chúng ta càng thấy mình nhỏ bé trước thế giới loài người.
Cảm ơn các bạn đến với chương trình. Chúc là cuộc sống sẽ hạnh phúc bình yên. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ thôi thì em xe không có thì cũng ráng tới quán 10 khó mà ăn thôi. Dạ, đúng dạ. Rồi. Không sao, cứ tới ăn. Dạ. Anh Giang sẽ giảm 50%. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV2 V Channel. Xin chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki đã tài trợ chính cho chương trình này, và cảm ơn nhãn hàng đồng hành, đó chính là nhãn hàng nước tăng lực vị cà phê quái cấp 247. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đáng sợ nhất không phải cảm giác bị khuất phục, đáng sợ nhất là sống mà không có gì để chinh phục. Siêu trí tuệ Việt Nam đó là ai? Những người bình thường nhưng có những khả năng phi thường. Nếu bạn chưa hiểu thế nào là phi thường, chắc chắn vì bạn chưa xem siêu trí tuệ Việt Nam. Siêu trí tuệ Việt Nam, họ là những người không chỉ làm được những điều mà người khác không làm được, họ làm được những điều mà người khác không tưởng tượng được. Ghi nhớ này của em không thể quên liền được. Nếu mà quên liền thì không phải là ghi nhớ à. Em sẽ giải ô chữ này mà không cần nhìn nó. Tìm ra tờ giấy A4 chấm tinh trong 200 tờ giấy A4. Dạ. 146 con số đó có 146 giai thừa, cách máy tính của em không tính được luôn. 3008 1945 0404 1968. Đáp án cuối cùng cô ấy đưa ra là mình chỉ làm cái móng tay của bạn thôi, bằng cái móng tay của bạn ấy thôi. Thông minh quá rồi, tình cảm của yêu nước vô cùng, tự hào kinh khủng. Hiệp hội siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019 sẽ đại diện cho các trí tuệ Việt Nam thi đấu với quốc tế. Siêu trí tuệ Việt Nam tuyên chiến với phi thường. Đón xem siêu trí tuệ Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Những chiếc xe đến từ thương hiệu Suzuki vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi chủ nhân đích thực. Ai sẽ là người may mắn kế tiếp? Chào em. Em chào anh. Ủa sao đến vậy? Hiện tại là Tuyết có người yêu chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. À, Tuyết có người yêu anh Giang ơi. Còn anh có người yêu chưa? Anh cũng chưa. Wow, trùng hợp quá. Hãy đưa em về nhà. Câu hỏi này sẽ liên quan tới một vấn đề mà vài năm trở lại đây đặc biệt được hàng triệu người quan tâm và ủng hộ, là bóng đá Việt Nam. Xin hãy cho em về nhà. Mình được đổi người chơi không anh nha? Không thể. Chiếc xe là của em. Đó, đừng qua đây, qua đây. Không, em không đi đâu hết. Chiếc xe của em, em phải đứng đây dưới xe của em. Giờ có chơi không? Dạ chơi. Dạ chơi. Hãy cùng chờ đón tập tiếp theo của chương trình Đưa Em Về Nhà, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.